Với sơ đồ này nhá, từ vài anh em mà cố gắng nhá, thay bởi vì nó là Bayern Munich, đây là sơ đồ Đức Đức chứ bảo Bayern không đúng lắm, nên nó được này. Kimmich là chỗ ok này, Rudiger 21 được, Jerome Boateng. Đức thì nó nhiều người thay lắm, tiền đạo ngon bây giờ mà, nếu mà Đức thì có Mario Gomez mùa Hero nhá, nó sẽ dễ đá hơn con Klose này rất nhiều. Nhưng mà như thế nếu mà thay con Mario Gomez vào thì sẽ bị hụt một lương thì phải tìm cái vị trí ở đấy để thay thế. Thế thì cái chỗ mà của Michael Ballack đá với Ma Thú này, Ma Thú thì cũng được, còn không thì anh em dùng con Gundogan ấy, con Gundogan mùa 20 UCL ấy. Nó đá cũng rất là ổn ở vị trí CDM đấy. Matt Hummels thì cũng đá được ấy, nhưng mà nó chậm là một cái, thứ hai thể lực của Matt Hummels nó không cao. Không thì Toni Kroos mùa EBS, nếu mà thay Toni Kroos vào thì phải giảm lương ở những vị trí khác tương đối đấy, giảm lương vị trí tương đối thì để gọi là dễ xếp nhất đấy, thì anh em làm con Rudiger mùa 20 UCL cộng 6. Nếu mà với con Rudiger thì giảm được 5 lương này thì cái phần ở trên thoải mái hơn, có thể dùng Toni Kroos mùa EBS hoặc là back to back đấy, thậm chí có thể update được cả Ballack lên, có thể thêm được cả Effenberg. Có hai cái phương án giảm lương đấy là Rudiger thay bằng con 20 UCL cộng 6 này. Ở vị trí tiền vệ cánh thì có thể dùng Gnabry để giảm lương khá là ổn. Và tiền đạo thì chắc chắn là con Mario Gomez mùa Hero nó sẽ tốt hơn con này, chắc chắn là tốt hơn.